Hello các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Thì hôm nay á, là bên Việt Nam đã là 15 tháng 2 rồi, nhưng mà bên mình á, hôm nay mới là 14 tháng 2. Thì hôm nay á, mình cũng muốn gửi lời chúc tới các bạn. Mặc dù á, là cái lời chúc của mình nó hơi muộn hơn so với giờ Việt Nam chút xíu, nhưng mà mình vẫn chúc các bạn á, là có một ngày Valentine thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên người các bạn yêu thương. Còn nếu như mà năm nay á, các bạn chưa có người yêu để được đi chơi Valentine đó, thì mình chúc các bạn là trong năm 2019 này các bạn có thể tìm được một nửa của mình, để cho Valentine năm sau các bạn có thể được nắm tay người yêu đi chơi trong ngày lễ Valentine nha. Thì mình xin tự giới thiệu với các bạn đó, mình tên là An. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy mình, hoặc là đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua channel của mình đó, thì các bạn nhớ nhấn cái nút màu đỏ ở dưới nha để subscribe mình, để các bạn có thể coi được những cái video của mình trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay á, cái video này của mình á, nó cũng hơi có chút xíu liên quan tới Valentine, đó chính là Valentine á. Thì mình vui thôi, đừng vui quá. Còn nếu mà các bạn vui quá đó, thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái chuyện mà rất là ngoài ý muốn, như là các bạn sẽ có bầu hoặc là có em bé mà các bạn giống như là chưa có chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là chưa có chuẩn bị đủ tài chính, mà các bạn đã giống như là có những cái accident để mình dẫn tới việc là các bạn có con ngoài ý muốn đó. Thì nếu như mà các bạn ở Mỹ á, thì các bạn cũng biết á, là Mỹ á, là nó là một trong những cái quốc gia mà nó có tính giống như là nhân đạo nhất thế giới. Thì mà dạy con đất bên Mỹ á, nó rất là được ưu tiên. Nó ưu tiên từ khi nó chưa có sanh ra tới lúc mà 18 tuổi lận. Thì ở bên Mỹ nó có rất là nhiều những cái giống như là chương trình để giống như là khi mà các bạn mới vừa có bầu, mới vừa có em bé á, người ta sẽ cho các bạn những cái sản phẩm free, những cái sản phẩm sample để các bạn có thể xài thử. Thì mình thấy á, những cái chương trình này rất là tốt, là nó tiết kiệm được tiền cho các bạn giống như là mua sắm những cái sản phẩm trong những ngày đầu mà em bé xài. Thì nó sẽ tiết kiệm, thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm tiền được cho các bạn, thứ hai là các bạn có thể xài thử nhiều sản phẩm khác nhau cho con của mình, thì sẽ chọn ra được cái sản phẩm nào mà phù hợp nhất với con của mình. Nhiều khi mình thấy có nhiều người giống như là mới lần đầu tiên làm ba làm mẹ, cái gì mình cũng muốn mua cho con mình hết, nhưng mà mình đâu có biết được đó là con mình nó thích hợp với sản phẩm nào, hay là những sản phẩm nào là những sản phẩm tốt. Thì những cái giống như là những cái chỗ mà nó mua sắm á, cái thương hiệu lớn á, người ta sẽ thường cho những cái box hoặc là những cái welcome baby pack, và các bạn có thể sử dụng thử những cái sản phẩm đó và các bạn quyết định là sản phẩm nào phù hợp với con mình nhất. Thì mình biết là có hai chỗ nó thường nó cho những cái thứ nhất á, những cái cho những cái đồ free, thứ nhất á là Target đó, là nó là một trong những chỗ mà bán lẻ nổi tiếng nhất trên toàn nước Mỹ. Thì năm trên 50 tiểu bang của nước Mỹ, hầu như bang nào nó cũng sẽ có Target hết. Thì khi mà các bạn có em bé, các bạn mới bắt đầu có bầu á, thì các bạn có thể giống như là lên Target, các bạn đăng ký vô là baby registry. Thì các bạn chỉ cần tạo cái account trên đó thôi, sau đó các bạn đi ra Target đó, cái chỗ mà customer service của nó, các bạn nói là ồ, tao có cái baby registry này, mày có thể cho tao cái welcome back được không? Hoặc là nếu mà các bạn không có làm được cái đó trên mạng á, chỉ cần các bạn có bầu á, các bạn chỉ cần ra nói với lại cái chỗ các bạn lại cái customer service chỗ đó, các bạn chỉ cần hỏi nó là tao đang pregnant, nó can I have baby welcome bag, thì nó sẽ cho bạn một cái túi, thì trong nó thường nó sẽ để sữa tã, rồi giống như mấy cái giấy mà chùi cho em bé khi mà thay tã, rồi giống như xà bông đồ giặt này nọ cho em bé. Thì mình thấy á, cái sản phẩm này nó cũng rất là tốt. Nếu các bạn để vô cái bag đó cũng có thể giúp các bạn giống như là travel á, thì các bạn cũng có thể bỏ vô vali này nọ để các bạn đi du lịch, hoặc là em bé đi ra ngoài khỏi nhà á, thì những cái đó nó cũng để trong những cái rất là tiện, nhỏ gọn để các bạn có thể mang đi ra bên ngoài. Điều đặc biệt của Target đó là
bạn có thể đi nhiều cái location khác nhau, là bạn có thể đi nhiều nơi khác nhau và bạn lấy được nhiều lần. Ví dụ như các bạn nhà các bạn gần 5 cái target, là các bạn có thể nó có 5 cái bag khác nhau, mỗi cái target đó nó sẽ cho những cái đồ free khác nhau. Thì tùy thôi, nếu mà các bạn hơn đó, các bạn sẽ có được những cái đồ mà rất là mắc tiền. Khi mà nếu mà các bạn muốn thử những cái đó, các bạn phải bỏ một số tiền rất là lớn để mua những cái đó để các bạn xài thử. Nhưng mà nếu mà các bạn hơn là các bạn ở những cái khu mà tốt á, thì nó sẽ cho các bạn những cái đồ mắc tiền đó. Cái thứ hai các bạn có thể làm đó chính là Amazon. Amazon á, nó cũng có một cái gọi là Welcome Baby Box. Cái box này á, cái box nó sẽ nhìn giống như thế này, và trên mạng nó ghi á là cái value, tức là cái giá trị của cái box này nó sẽ là khoảng 35 đồng. Thì để có được cái box này cũng rất là dễ. Thứ nhất đó là bạn phải thứ nhất là bạn phải tạo một cái tài khoản Amazon. Thứ hai á là bạn phải có Gram. Thì Gram á thường á là nó bắt mình phải trả tiền để mình được cái membership của Gram. Nhưng mà trên Amazon á nó cho mình xài cái Gram này free trong vòng 30 ngày. Thì đã lấy cái box này nè, bạn chỉ cần lên đăng ký xài thử trong vòng 30 ngày. Các bạn không phải trả tiền gì hết trong vòng 30 ngày đó. Rồi khi mà các bạn nhận được cái box này á, các bạn có thể giống như là cancel cái Gram đó. Rồi cái bước thứ hai á là các bạn cần phải dùng cái tài khoản Amazon với lại Gram á. Các bạn chỉ cần mua một món nào đó bất kỳ 10 đồng là các bạn có thể order được cái box này for free. Nếu mà các bạn có em bé á, thì các bạn có rất là nhiều thứ các bạn phải mua. Mà Gram á là nó cho mình là ship tới tận nhà trong vòng 2 ngày. Thì để mà các bạn mua một cái món đồ 10 đồng trên Gram á, thì nó cũng rất là rẻ. Để các bạn có thể có được cái box này. Hoặc là giống mình á, là mình chưa có em bé, nhưng mà bạn của mình có, thì mình cũng phải mình cũng sẽ mua đồ giống như là tặng cho bạn của mình baby shower, là khi mà em bé ra đời mình cũng muốn tặng quà cho bạn của mình. Thì mình xài cái tài khoản Gram của mình đó để mình mua cái món quà đó, thì nó trên 10 đồng nên là mình được order cái box này miễn phí. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi có những cái gì trong cái box này nha. Cái đầu tiên mà mình thấy là nó là cái này nè. Nó ghi là Squaddle, giống như là nó là một cái mền. Nó cho các bạn một cái mền, các bạn thấy không? Để các bạn quấn em bé á, giống như là khi mà em bé mới sanh ra á, thì giống như là nó sẽ khi mà nó ở trong bụng mẹ á, thì nó sẽ quen với cái môi trường trong bụng mẹ. Thì khi mà nó mới sanh ra á, thì nhiều khi nó ngủ á, nó sẽ giống như là cùi quậy tay chân á. Nên cái này là giống như là những cái mền để quấn em bé lại, để cho em bé khi mà ngủ á, nó không có cùi quậy. Đây là một cái mền. Cái tiếp theo mà mình có đây á, nó là Cetaphil cho baby daily lotion, là giống như là cái dưỡng da cho em bé. Cái hiệu Cetaphil này xài rất là tốt cho cả người lớn lẫn con nít. Mình là người lớn á, mình cũng xài. Mình vô Costco á, mình mua cái lotion của cái hiệu Cetaphil này, mình xài rất là tốt. Là các bạn, nếu mà các bạn lớn, các bạn có thể vô giống như là Costco á, mua thử cái hiệu Cetaphil lotion của cái này. Nó rất là rẻ mà nó xài được rất là rẻ, khoảng 18 đồng là được hai hũ, hay là một hũ lớn một hũ nhỏ gì đó. Các bạn xài cũng khoảng 6 tháng. Nên cái này nó cho mình thử một cái Cetaphil dành cho em bé nha. Cái tiếp theo mà mình có á, cái này đó là nước giặt đồ của cái hiệu này, hiệu Ref, dành cho em bé. Nó cho mình một bịch này xài thử. Cái tiếp theo nữa là nó cho mình cái bình sữa cho em bé hiệu Aven. Mình rất là thích hiệu này nha. Hiệu này mình thấy xài rất là tốt, tại vì cháu mình ở Việt Nam á, hồi chị Nho mình sanh em bé á, mình có mua thử cái hiệu này về cho cháu mình uống á, thì chị Nho mình cũng thích cái hiệu này, mọi người rất là thích. Mình tin là ở Việt Nam á, nhiều người cũng rất là thích cái hiệu này. Nên nó cho mình một cái bình sữa giống vậy. Mình nghĩ là ở bên ngoài nó bán cái bình này, nó cũng phải bán mấy đồng, 3-4 đồng hay như thế nào đó. Bây giờ mình có được một cái bình này free. Rồi cái tiếp theo á, cái này nó cho mình á,
là một cái túi nhỏ của hiệu Pamper. Thì mình trong đây là nó sẽ có giống như là một cái tã của Pamper, rồi một cái giống như là miếng chùi cho em bé, rất là tiện cho các bạn. Khi mà mình còn biết được là trong đây nó có những cái coupon của hiệu Pamper này để giống như là khi mà các bạn có em bé, các bạn cần phải xài tã rất là nhiều thì các bạn có thể xài cái coupon này để mua tã của Pamper. Thì cái này nó rất là tiện cho giống như là các bạn mang em bé ra ngoài, giống như là cái này bỏ vô trong cái túi của mình thôi thì nó sẽ có sẵn tã, có sẵn cháy chùi, rất là tiện. Cái tiếp theo nữa nó là water wrap. Cái này giống như là miếng có nghĩa là em bé mà thay tã thì lấy cái miếng này ra để chùi cho em bé để thay tã, thì nó cho mình một cái túi giống như vậy, một cái bịch giống như vậy, một cái bịch như thế này thì nó có khoảng 10 miếng, rất là tiện cho các bạn có thể giống như là mang đi travel, hoặc là các bạn bé đi ra ngoài chơi các bạn có thể bỏ những cái nhỏ nhỏ này nè vô cái túi của các bạn thì các bạn không cần phải xách. Cái tiếp theo nữa là mình thấy ở đây nó có ba cái tã của cái hiệu Honest, nó cho mình ba cái tã. Mà mấy cái tã này nhìn rất là dễ thương, như cái em bé mà mặc cái tã này đó là hình con panda nè đó. Thì trong đây á nó cho mình ba cái tã, trong đây nó cho mình hai cái tã với lại một cái miếng chùi, một cái bịch để có cái miếng chùi cho em bé. Thì một cái như vậy nữa, mình cũng rất là thích những cái nhỏ nhỏ như vậy, thì các bạn có thể giống như là bỏ vô trong túi hoặc là mang đi ra ngoài với em bé thì nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Cái cuối cùng á là giống như là nó sẽ cho các bạn những cái miếng á, một miếng á là cho ban ngày, một cái này á là cho ban đêm. Là giống như là khi các bạn mà cho em bé các bạn cho em bé bú á, thì các bạn lấy cái miếng này các bạn chùi, xong rồi các bạn cho em bé bú thì cái này là một miếng ban ngày, một miếng ban đêm đó. Thì một cái box của Amazon nó cho free những cái đồ này. Thì đây á là một cái box bình thường của Amazon thôi. Mình được biết đó là mỗi tháng á Amazon nó sẽ cho những cái đồ khác nhau, thì có nhiều người ta hơn á, người ta có thể được giống như là một cái đồ điệu của em bé, hoặc là một hộp tã cookie. Rồi cái này là cái box mình mới order, nó mới tới hôm nay nè, những sản phẩm mình có. Thì mặc dù quá là cái sản phẩm này nó không có nhiều, nhưng mà mình nghĩ đó là đây cũng là một cách đó để giống như giúp các bạn khi mà các bạn giống như có em bé lần đầu tiên, các bạn có thể sử dụng thử những cái sản phẩm này để coi là cái sản phẩm này là sản phẩm tốt nhất cho con của mình. Và đặc biệt nữa là it's free, các bạn không cần phải trả tiền để có những cái sản phẩm này. Thì mình đó là mình theo chủ nghĩa cái gì mà free đó là mình cũng thích hết, nên là mình cũng thích lấy những cái đồ free này về. Và dù là mình không có cần xài nhưng mà mình sẽ cho chị bạn của mình, tại vì chị bạn của mình đang có bầu để chuẩn bị có em bé rồi, thì mình sẽ cho chị bạn của mình những cái này. Thì cái video này của mình nó tới đây là hết rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã coi video của mình tới bây giờ nha. Mình yêu các bạn.